Châu Châu xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Châu Châu mời mọi người cùng đi xem khu vực bán đồ cho Noel năm nay nha các bạn. Đây là cây thông nè các bạn. Cây thông có đèn sẵn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình mua về đó thì mình phải trang trí lên theo ý của mình. Nè, có cây thông tuyết đẹp chưa các bạn? Ở trên này là mấy cây thông mẫu nè. Rồi ở dưới đây là trong cái thùng này là cây thông theo cái size mà mình muốn mua, cao thấp. Và nó có cái loại là loại xè ra và loại thẳng lên. Ở đây thì mọi người nhìn thấy nè, nó cao gần ngang nhau, nhưng mà có cây thì nó thẳng được từ dưới lên trên, có cây thì nó xè ra hai bên đó các bạn. Châu Châu thích những cây thông tuyết như vậy nè các bạn. Cây thông tuyết trắng như vậy nè. Cái gì mình trang trí lên màu trắng nữa đẹp lắm các bạn. Còn đây là đồ mà để mình trang trí lên cây thông hoặc là trong nhà của mình đó các bạn. Bắt đầu bán đồ trong mùa Noel rồi. Ngày mai là ngày lễ tạ ơn, là ngày Thanksgiving. Thường là sau ngày Thanksgiving là mọi người sẽ trang trí cây thông đó các bạn. Nè các bạn nhìn nè, cây thông này đẹp chưa? Đây là cây thông tuyết. Người ta trang trí sẵn cho mình như vậy nè, để mình nhìn cái mẫu mình có thể mua về trang trí theo. Bên này có cây thông, bên đó là cây thông trắng, bên này là cây thông xanh nha các bạn. Các bạn biết cái bảng này là Santa Stop Here, tức là ông già Noel sẽ dừng chân ở đây đó. Là bên dưới cây thông này là tới mùa Noel là chất quà bên dưới cây thông đó các bạn. Xong rồi cái người ta ngồi khui quà là tức là ông già Noel sẽ tới và để quà bên dưới gốc cây thông đó. Đây là tất cả đồ trang trí cho Noel. Các bạn thấy đẹp không? Bên này là một cây thông mini nhỏ nữa. Và đây là những cái đồ nhỏ nhỏ vậy là để mình treo lên cây thông đó các bạn. Mình có thể treo đèn và treo những con vật mà mình thích. Yeah, dễ thương không? Còn đây là mấy cây thông nhỏ nhỏ để bàn và đồ trang trí. Cái thông nhỏ nhỏ dễ thương. Người tuyết cưng chưa? Wow, các bạn nhìn nè, con người tuyết, con lật đật héo, lật đật dễ thương quá. Đây là đồ để trang trí cái thông Noel, nhiều lắm. Tất cả những cái này là để treo lên cây thông các bạn. Quá trời luôn. Ai muốn treo cái gì thì mua cái đó. Còn đây là mấy trái châu để treo lên cây thông Noel nè các bạn. Châu đủ màu. Quá trời trâu luôn. Bên này là mấy cái ngôi sao, con nai, người ta đang treo lên chưa có xong đó, người ta đang chuẩn bị đó các bạn. Chuẩn bị để bán, chuẩn bị bắt đầu tối mai sau khi ăn lễ Thanksgiving thì người ta ồ ạt đi shopping, tại vì
Sáng thứ sáu là thứ sáu đen là được sale nhiều lắm. Mấy ông già Noel dễ thương, các bạn thấy dễ thương không? Ngắm lại cây thông Noel nha các bạn nha. Bên này còn nhiều trái trâu lắm nè. Có mấy trái thông đẹp chưa các bạn nè? Nhiều trái trâu lắm. Tha hồ mà chọn trái trâu về trang trí cây thông. Bên này người ta cũng đang chất lên mà chưa có xong. Châu châu không có thích mấy cái con giống như vậy nè các bạn. Mấy cái con như vậy châu châu không có thích treo lên trên cái cây thông của châu châu. Nói chung là mấy cái con này con kia rồi hình này hình kia giống như mấy cái đó mà châu châu không có thích treo. Ngộ vậy đó, mọi người một sở thích. Châu châu chỉ thích treo mấy cái trái này nè. Cái trái châu mấy cái cục cục này nè, treo lên nó dễ thương lắm, nó các bạn nhìn đẹp chưa? Mấy cái này là treo lên đẹp lắm đó các bạn. Bên này là mấy trái châu nhỏ để treo lên mấy cái cây thông nhỏ như vậy nè các bạn. Ở đây là giấy, mấy cái giấy này để gói quà, gói quà Giáng sinh đó các bạn. Giấy nơ rồi túi đựng quà, mấy cái túi là túi đựng quà này các bạn, gói quà xong bỏ vô mấy cái túi này. Còn mấy cái dòng bông này là treo trước cửa nhà. Còn các bạn biết cái cục này là để làm gì không? Cái này là cái đế để người ta bỏ cái thông Noel vô đó các bạn. Mấy cái cháu này nè, nó có mấy cái cháu xiên qua đây giữ cái thông đứng á. Thì nhiều người mua mà cây thông giả, còn có người không thích cây thông giả, không muốn mua cây thông thiệt. Thì mua cái chân đó về bỏ vô. Rồi cho Châu chia sẻ với các bạn tới đây nha. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Và mong mọi người sẽ bấm subscribe cho Châu. Cảm ơn mọi người nhiều. Chào tạm biệt.